Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hữu Duyên. Hiện tại mình là sinh viên của trường Cao đẳng nghề An Giang, học ngành cơ điện tử. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn những cái nhà mô hình trồng nấm của gia đình của mình. Và các bạn vào tham quan. Đây là một trong những cách trồng nấm truyền thống của gia đình mình trước đây. Do là phù hợp với yếu tố môi trường thì năng suất nấm của mình thì nó vẫn không ổn định và thấp. Bình quân một mét nấm tới như vậy thì trong một lần làm như vậy thì nó chỉ là 1 ký nấm thôi. Trong cái quá trình nghiên cứu và học tập ngành cơ điện tử trong ứng dụng cho nông nghiệp thì mình đã nghiên cứu và ứng dụng cái áp dụng công nghệ vào cái sản xuất nấm của gia đình mình. Thì sau đây mình tiếp theo đây mình xin mời các bạn tham quan cái mô hình nhà nấm của mình. Đây là cái tổ điều khiển của trại nấm mình đang nghiên cứu. Thì tổ này có chức năng là điều khiển tự động để điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong cái trại nấm của mình. Và sau đây là trong cái trại nấm mình được làm như vậy. Thì đây là sản phẩm mình nghiên cứu. Thì sản phẩm này mình có sử dụng một loại cảm biến nhiệt độ. Thì nếu môi trường của nhà nấm này nó thấp hơn cái ngưỡng cài đặt thì nó sẽ tự động bù nhiệt nhằm cân bằng lại cái nhiệt độ trong phòng để sự cho nấm phát triển một cách bình thường. Và khi mà nó đạt tới nhiệt độ tới ngưỡng phù hợp thì nó sẽ giảm chỉnh điều chỉnh tự động điều chỉnh lại cái lượng nhiệt và nó phù hợp với nhà nấm. Hiện tại thì nhiệt độ môi trường bên ngoài đang giảm xuống, vì vậy cho nên cái hệ thống của mình tự động chạy bù nhiệt lại để cân bằng cái lượng nhiệt phù hợp trong cái môi trường trong cái nhà nấm này để đảm bảo cho phát triển cho cây nấm. Đây là sau cái bước đầu cái thu hoạch của mình. Thì sau khi áp dụng cái phương pháp mới này thì năng suất của nấm của nhà trồng của mình tăng lên từ 20 đến 25% so với cách trồng ngoài trời. Thì theo cái phương pháp trồng ngoài trời thì cái thời gian thu hoạch nấm của gia đình mình từ 7 đến 8 ngày. Và sau khi áp dụng phương pháp mới này thì thời gian thu hoạch nấm được kéo dài hơn từ 12 đến 14 ngày. Năng chất lượng của nấm cũng được đảm bảo hơn, trắng hơn so với cách trồng truyền thống. Và cái thời gian sắp tới này mình sẽ nghiên cứu và hoàn thiện để đảm bảo chất lượng của nấm và năng suất nấm đạt yêu cầu. Mình là Hữu Duyên, xin chào các bạn.